Chào Nguyễn Minh Hiếu, chào Đinh Văn Hải, chào chị Hà Loan Tính hay là Hà Tịnh Loan gì đấy ạ Chào Mai Ánh Dương, chào anh Trần Siêu Tính là đi ngủ rồi bà con ạ Thế nhưng mà... Chết kiểu này em nghiện Facebook nặng rồi Em nghiện một cách trầm trọng rồi, bây giờ làm sao cay đây Nhớ mọi người quá Và tin nhắn nha, từ tối đến giờ là con em là cầm cái máy điện thoại của em rồi cái à, mẹ ơi sao toàn thấy người vào yêu cầu mẹ là từ nay mẹ livestream là mẹ yêu đeo kính. Rồi ok mẹ đeo kính. Hay chào à, quý cô bác anh chị em hôm nay từ hôm nay lại Hữu Ngọc livestream xin à, à, phép được đeo kính tại vì có một số anh chị em yêu cầu trực tiếp trong à, trong trong à Messenger nha. À um... <laughs> Em không biết hát anh Nguyễn Minh Hiếu ạ. Vâng, em hát không hay nên là không 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 có hát được. Em hát dở lắm, xin mọi người thông cảm đi. Hôm nay á là em có một cái vấn đề là rất là bất cập, em cần phải lên đây để nói chuyện với mọi người. Tuy nhiên là 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 là, là, là cũng định là đi ngủ rồi tại vì ngày hôm nay chủ nhật cho nên là khách cũng đông rồi là khách ở xa là cũng gửi về rồi cứ gọi qua Messenger này này cho xem hình ảnh rồi cho xem hàng rồi giá cả là nhiều đó thôi mà quay vòng vòng nguyên ngày hôm nay là ung sổ ạ à. Nên định nghỉ nhưng mà thôi không không nghỉ được phải lên đây gặp mọi người chúc em không nghe được tiếng chị ơi ủa không nghe được nè cả nhà có nghe thấy Úng ngọc nói không cả nhà có nghe thấy Úng ngọc nói không cả nhà ơi có nghe thấy Úng ngọc nói không mà sao thanh thiếu nông không nghe thấy tiếng hiếu ngọc nói nhỉ có nghe thấy không cả nhà comment rồi mi Úng ngọc mở hết loa mà dạ em cảm ơn chị nhiều nhé tại chị thương em nên chị thấy chị thấy em đẹp chứ người ta không thương ba que mà nó không thương là nó nhìn nó lại chửi em là con vẹm cái rồi là từ lơ à tà la hết á nó chửi đủ thứ hết á em biết đường nào mà đối phó được hết á thế nhưng mà thôi kệ mình à, ai thương thì mình được mà người ta không thương thôi đúng không cả nhà hát bài em không biết hát bây giờ Em có một cái điều là bất cập quá em phải lên đây để em nói tiếp nha cả nhà. Đừng hỏi hỏi là em um, ơi, em em không trả lời được cả nhà cứ hỏi rồi mai em nhắn tin lại. Tức là cái 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 giáo phận nào ngày hôm nay là căng cái băng rôn lên trước cửa trên trước ngực cái này này là nhờ 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 nước ngoài vào là cứu giúp Việt Nam. Là em là người Việt Nam và em yêu cầu là cái đó là làm ảnh hưởng đến danh dự và trách nhiệm của những người công dân như em cho nên là đề nghị mọi người cho biết là cái cái băng rôn đấy là của cái, cái 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 huyện nào và của cái giáo sứ nào mà tại sao lại dám lại dám lấy cái quyền công dân của em mà nói là phải cứu cứu Việt Nam em không có đòi cứu Việt Nam em là Việt Nam của em đang tươi đẹp và rất là bình an em em sống em cảm thấy như này em hạnh phúc và em yêu cầu cái cái giáo sứ này là giáo sứ nào mà đã lấy đi mất cái quyền công dân của em đề nghị mọi người có 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 biết cái này thì thì comment Comment lên cho em nha Trời ơi sao mà lại dám lấy cái quyền công dân của em là sao và đó là một điều với lại điều thứ hai nữa là em có một cái có một cái cái tâm thư cái tâm thư của một số tức là 5 người 5 người Việt ở tại Bang Cali có gửi cho em một cái tâm thư viết như thế này thì em xin đọc để cho quý cô bác anh chị em À, để 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 cho quý cô bác anh chị em nghe nha đây là một cái tâm thư thì để chờ chúc em mở tin nhắn ra đã hình như ở hà tĩnh mấy thằng cha à lôi cả con nít ra cho đông vâng vậy ạ vậy bởi vậy nên là em không chấp nhận cái điều này em không chấp nhận cái điều này tại vì em là người việt nam nhưng mà em không có đòi nhé em không có nhờ nước ngoài tại vì em tự lực cánh sinh được và em cảm thấy hài lòng với cái chính quyền này em hài lòng với tất cả những gì em có cho nên là những cái người cha hay là những cái, cái nơi mà họ biểu tình này là, là đã làm ảnh hưởng đến danh dự trách nhiệm của một người công dân như em bởi vậy nên là em đòi lại cái quyền này những người mà là cầm cái băng rôn này phải trả lời cho em tại sao lấy đi cái quyền công dân của em khi em chưa đồng ý mà đã dám cầm ra mà đưa lên trước cái cái mạng thế giới như này là không được thì đề nghị có ai mà cùng chung ý kiến với em thì xin comment là có nha hay là đồng ý với ý kiến của hiếu ngọc nha à, có một người gửi cho em một cái tâm thư như thế này và cái tâm thư là viết rõ tiêu đề là đừng trở thành lính đánh thuê cho bất kỳ quốc gia nào đó. Thì uh, em em đọc uh, cái cái tâm thư của người ta gửi cho em nên là mọi người uh, uh, lắng nghe nha. Mọi người lắng nghe và chia sẻ thật mạnh giúp em clip này nha. Mượn cớ phản đối dự luật đặc khu và chống phá luật an ninh mạng vừa Quốc hội thông qua, những thành phần phản động kích động vẫn xúi dục lôi kéo người dân xuống đường thực hiện cho cái gọi là thể hiện lòng yêu nước nhìn bức hình những người dân biểu tình tại Sài Gòn chống dự luật đặc khu để bảo vệ chủ quyền độc lập Việt Nam à, một số người mang cờ Mỹ tôi à, thật sự không tôi thật sự không hiểu những người biểu tình này chống để bảo vệ chủ quyền hay chống để tự nguyện làm lính đánh thuê à, ok cả nhà đồng ý đi cảm cảm ơn cảm ơn cảm ơn rồi Hùng học sẽ chụp lại những cái hình này à, là đây không học đọc tiếp này, um, hay uh, làm lính đánh thuê, um, luật đặc khu kinh tế. À em đọc lại nhé những bức hình những người dân biểu tình tại Sài Gòn chống dự luật đặc khu kinh tế để bảo vệ chủ quyền độc lập Việt Nam. Một số người mang cờ Mỹ. Tôi thật sự không hiểu những người biểu tình này chống để bảo vệ chủ quyền hay chống để tự nguyện làm lính đánh thuê, không lương trong thế trận kiềm uh, trung quốc của mỹ những ngày qua phong trào bài trừ trung quốc lại việt nam uh, Trung Quốc tại Việt Nam bị kích động lên cao khủng khiếp, thậm chí lên đến mức cực đoan, nhất là tại Bình Thuận những kẻ quá khích còn tấn công cả lực lượng công an, đốt xe công vụ, đốt trụ sở phòng cháy chữa cháy của tỉnh, đất nước bị thiệt hại một phần do bàn tay của những người Việt là có thật. Đó chính là điều đau xót vô cùng, bạn có biết dù xuống đường biểu tình chống phá với bất kỳ lý do gì trong sự kiện này, bạn cũng đã trở thành con cờ công cụ của kẻ khác lợi dụng. Phá hoại đất nước Việt Nam ngay từ phía bên trong có lẽ sẽ khó lọt tai với những ai đang có tư tưởng bài tự bài trừ Trung Quốc. Khi nghe tôi nói rằng bài trừ Trung Quốc một cách cực đoan cũng là một cách tự giết chết mình nếu như có góc nhìn rộng và quan sát hẳn ai cũng biết đều thấy hầu hết các quốc gia trên thế giới đều có những mâu thuẫn biên giới và chính trị nhưng không vì thế mà các quốc gia này điên cuồng chống đoạn tuyệt trung quốc có mâu thuẫn biên giới với nhật hàn nga ấn phi nhưng họ vẫn niềm nở giao thương với nhau và cũng chung góp vốn cùng chung góp vốn cho những dự án có lợi song phương thậm chí trung quốc nga và ấn còn nằm chung trong tổ chức kinh tế năm nước và tổ chức SCO um, um, với những tức là an ninh đó với những ai nghĩ rằng cầm cờ Mỹ trong biểu tình kêu gọi ủng hộ Mỹ bày trừ Trung Quốc là giúp đất nước thì đã xa, quá sai lầm bạn có biết Trung Quốc cho chính phủ Mỹ nợ tiền trên 1.000 tỷ USD, Mỹ muốn kèm Trung Quốc nhưng vẫn phải xài tiền mượn tiền Trung Quốc để đầu tư vào quốc phòng và gồm máy chính quyền của mình. Bằng chứng là chỉ trong năm 2016 thôi, Trung Quốc đã đầu tư vào Mỹ hơn 51, tỷ USD. Um, hơn 51 tỷ USD từ y tế, vật dụng đời sống, ô tô, điện toán. một số tiểu bang trước đây ngất ngưởng chết đã đón chào sự đầu tư của Trung Quốc hết sức nhiệt tình và cho đến nay vẫn chưa thấy người dân Mỹ biểu tình chống Trung Quốc đầu tư vào Mỹ. thậm chí Mỹ còn khuyến khích người giàu Trung Quốc đem tiền qua Mỹ sống, dù rằng họ có thể lập thêm 1.000 cái China to hơn, to tướng trên đất Mỹ. Tổng thống Mỹ Donald Trump Còn cho cháu ngoại mặc đồ hoa Ngâm thơ tiếng hoa Đón chào Chủ tịch Trung Quốc tập, tập Cận Bình Và áp lực tập phải mở rộng giao thương Và đầu tư thêm vào nước Mỹ Thời Obama cũng tìm mọi cách Hút tiền Trung Quốc vào Mỹ Nhờ có sự đầu tư và của Trung Quốc Mà thị trường chứng khoán công phiếu à, Nợ chính phủ Bất động sản khởi sắc Điều này đã giúp hệ thống um, hệ thống hưu bỗng an sinh của Mỹ xanh uh, lời góp phần nuôi những vùng máy khổng lồ này nhà nước Trung Quốc có thêm 3.000 tỷ USD dự trữ với um, tư nhân Trung Quốc thì con số càng khổng lồ hơn số tiền này Dĩ nhiên họ không khóa trong kho mà dùng nó để xanh lời trong thế giới tư bản có tiền có nghĩa là anh có thể mua chứng khoán hoặc cho mượn bất cứ ai. Thời nay, kinh doanh hay mua nhà, ai cũng chỉ cần bỏ 10 đến 30% vốn còn phải còn phần lại là vay ngân hàng nào cho tiền lời rẻ thì vay ngân hàng này lại vay ngân hàng kia như một số ngân hàng Mỹ phương Tây vay ngân hàng Trung Quốc và cho người vay lại để kiếm lời nguồn tiền đôi khi qua qua cả chục cầu cả chục cầu ăn chia À, vậy nên nếu chống trung quốc mà đi vay tiền của phương tây hay nhật thì lắm khi lỗ mình thôi vì thật sự chúng tôi chúng ta cũng không thể biết nguồn tiền chính đến từ đâu hay cũng có phần nào từ trung quốc vấn đề công ty cũng thế um, facebook google in uh, cái gì đây nói chung tiếng anh không biết được những cái công ty đấy không biết được về truyền thông á Trung Quốc cũng đầu tư mua cổ phiếu của các công ty này rất nhiều à, dù tỷ lệ cổ phần vẫn thiểu số dẫn chứng ra cho những thông tin trên hy vọng người dân Việt Nam sẽ bày tỏ quan điểm một cách thiết thực đồng ý góp ý kiến một cách văn minh tham gia chống những điều hại cho đất nước bao gồm chống tham nhũng nhưng không chống càng chống bừa làm hại đất nước bởi yêu nước luôn là cần cái trái tim nóng và đầu lạnh vì vậy chúng tôi là người Việt hải ngoại xin gửi tới bà con trong nước hãy thận trọng với những lời kích động từ à, phía các người đang lên mạng chửi bới hàng ngày làm ảnh hưởng đến những người Việt chúng tôi cuối cùng tôi xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe đó đó là một cái thông tin của uh, cái tâm thư của một cái người ở Mỹ tại cả tại bang Cali đã gửi cho Hiếu Ngọc mấy ngày nay em xem trên YouTube mới biết đến chị nay em tìm vào Facebook của chị Hà, cảm ơn em Mai Ánh Dương người Việt yêu nước không chấp nhận một thế lực nào hoặc nước nào vào Việt Nam mưu cầu phản động chính xác luôn ạ. Đúng rồi, tất cả những cái người mà đã lên mạng kêu gào gào rú để mà uh, chống phá chính quyền, chống phá đất nước là tất cả những cái người này đều là phản động, đều là khủng bố đất nước Việt Nam. Và tất cả những cái người này cần phải đưa ra pháp luật xử trị xử xử thật mạnh thì mới răn đe được những kẻ khác nha mọi người. Chào Lưu Ly nha em, chào anh Hoàng Thế Linh thì ngày hôm nay á là Hiếu Ngọc lên uh, cũng hơi trễ nhưng mà cũng rất mong bà con cô bác uh, lắng nghe Hiếu Ngọc nói chừng khoảng uh, bây giờ là 22 giờ 15. Hiếu Ngọc sẽ nói đến 11 giờ và hôm nay uh, ưu tiên xin cho Hiếu Ngọc nói và không mời khách mời mọi người hết sức thông cảm. À phố busa TV có ng clip ng ng Ngô Kỷ cãi ngu nữa cô ơi. Đúng rồi, Ngô Kỷ thì là ngu kỷ chứ không phải là Ngô Kỷ. Cháu đọc hơi bị sai. À, thì cái 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 ban đầu là Hương Ngọc đã nói là Hương Ngọc không đồng ý cho một cái cái bộ phận giáo dân hay là người bất kỳ cá nhân nào đã lên một cái băng rôn đeo trên trước ngực nói là thay mặt cho người dân Việt Nam nhờ cộng đồng quốc tế vào để cứu giúp. Ủa bây giờ là cộng đồng quốc tế vào cứu giúp là phải đánh Việt Nam hay sao? Hay là đánh chính quyền Việt Nam hay là đánh người dân Việt Nam mà tôi thấy là đánh người dân Việt Nam nhiều hơn đánh chính quyền nha cho nên là cái những cái người này thuộc dạng là nhóm tôi cho rằng khủng bố thì đề nghị bà con cô bác chúng ta chia sẻ mạnh cái clip này mong rằng cũng đến được cộng đồng quốc tế cũng đến được các bác lãnh đạo của các nước trên thế giới nhìn vào cái đất nước Việt Nam ngày hôm nay do đâu vì đâu và vì ai à, cái nguồn tin đầu tiên là tôi nói cho rằng những người Việt hải ngoại họ đã kích động cho những người Việt trong nước biểu tình phá hoại tài sản của nhà nước phá hoại à, về sức khỏe về sức khỏe của những người à, à, cảnh sát cơ động bọn ba que nó kêu gào như thế vì nó là lính đánh thuê ai cho nó tiền là tổ chức sủa bậy cắn càn mà thôi đúng rồi hôm nay mình xem clip của phố Vô sa tv thấy cái bọn kali à, tố cáo bọn phát bùi phan kỳ nhân tố cáo nhau bán đất cho trung quốc và ăn quỷ tiền lại nói bán đất cho trung quốc có một cái thông điệp hôm nay hữu ngọc xin gửi đến quý cô bác anh chị em một cái điều như này này chia sẻ mạnh để mọi người biết là khi mà cái 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 có cái người nào mà đến mà mua đất mà trả giá cao hơn chỉ cần cao hơn 10% 20% là chúng ta cũng nên suy nghĩ lại không nên bán nha thà chúng ta bán cho người Việt chứ đừng bán cho người Trung Quốc như cái ở ở Đà Nẵng là vừa làm khó cho chính quyền là một vừa là 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 chúng ta có những cái xử lý rất là khó khi người Trung Quốc người ta vào ở rồi cuối cùng lại đổ oan chính quyền bán đất nha cả nhà. Rồi xin chào anh Long Thủy, sao em không chia sẻ của chị được? Em thoát ra ngoài rồi em vào lại là em em vào lại rồi em kéo trên bảng tin á em vào lại xong em kéo trên bảng tin thì em mới chia sẻ được nếu mà em không kéo là 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 không chia sẻ được đâu em cứ bấm ở trên cái, cái tròn tròn ở trên xuống là em không chia sẻ được nha trời nó đùa chứ em không có đeo kính nữa đâu em mỏi lắm rồi cả nhà yêu cầu hết đủ rồi nha rồi tiếp tục đến cái vụ biểu tình ngày hôm nay qua một số cái ý kiến mà các anh chị em đã chia sẻ trên Facebook là à, có sự à, Chúng nó bán đất California Thiếu Ngọc à. À à, bán đất ở California. À, thế thì xin mời cứ đọc cứ cứ comment rồi lát Thiếu Ngọc đọc nha. Thì cái vụ biểu tình ngày hôm nay cho thấy là chúng ta cũng hốt thêm được một số cái người một số cái người coi như là giả danh cán bộ chiến sĩ công an, giả danh um, giả danh những người gọi là như là cảnh sát cơ động rồi giả danh cả bộ đội. À, giỏi ghê luôn á giả danh tới hồi mà quần áo người ta thay cái quần áo của người công an là người ta thay cái đây 2 năm rồi cái phủ cái 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 cái, cái đường may người ta có cái khác biệt rõ rồi lâu lắm rồi mà bây giờ vẫn còn đi tha, đi mặc cái bộ quần áo ra và đặc biệt là bên ngành cảnh sát nhất là công an mà những lực lượng vũ trang là họ không có được được mang kính cận Tức là nếu mà bị cận là không được thi vào đó Dạ vâng em cảm ơn anh uh, Nguyễn Kim Nguyễn Tiến Kim ạ. À. Vâng. À Nguyễn Kim Tiến. Em uh, em làm chừng uh, chừng chừng uh, um, bây giờ 22 giờ 20 thì em làm tầm uh, 22 giờ 23 giờ là em nghỉ tại vì em cũng mới vừa vào xong. Việt Tân là một tổ chức khủng bố, mọi người chú ý nha, tổ chức khủng bố trên thế giới đã liệt kê Việt Tân là một trong những tổ chức khủng bố trên thế giới nha mọi người à thì đó là một tổ chức khủng bố rồi chuyên chuyên đi kích động và chúng sẵn sàng coi như là làm mọi biện pháp nếu như mà kể cả là cầm dao đâm đâm giết người dân họ cũng làm mà họ đã phổ biến mạnh mẽ như vậy cho nên là mọi người hết sức là cảnh giác chúng ta đừng có bao giờ mà nghe theo bọn xấu nhưng mà cho thấy là ngày hôm qua và ngày hôm nay á là mọi người thấy rồi cho thấy là cái 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 cái, cái người dân và cái người dân và và chính quyền phối hợp khá chặt chẽ chứng tỏ lòng yêu nước và sự tin tưởng vào đảng cộng sản việt nam chúng ta là hoàn toàn tuyệt đối à, và những người mà gọi là cầm tiền nhiều nhất của của người việt hải ngoại thì đã lăn ra đau đột xuất à, tự cho là mình bị đau đó, tự cho là mình bị đau và leo lên giường nằm ở bệnh viện hay là những cái chỗ khác và cuối cùng là không đi biểu tình là 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 quỳ tiền của những người huy động biểu tình. Thế và là họ đã có những cái gọi là bóc phốt nhau ra, đó là biểu tình vì tiền chứ không hề yêu nước nha bà con. Và cái biểu tình này là kích động để bạo động cho nên là gọi là biểu tình vì tiền. Và đi biểu tình kiếm tiền. Đấy thì từ chỗ đó nên là càng cảm thấy được cái người Việt hải ngoại họ 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 nhục nhã trước người dân Việt Nam họ nhục nhã trước cái người dân người, người trên toàn quốc và những cái người các nước trên thế giới họ nhục nhã không còn chỗ nào để nhục hơn đó Hiếu Ngọc thấy là không còn chỗ nào để nhục hơn ngoài cái nhục là coi như chỉ biết ngồi ở đó và kêu gào gào rú lên như một người điên hết một lượt À, thì Hương học à, thấy cái cái cách mà người ta làm á, cái cách mà người ta vào người ta biểu tình người ta biểu tình trên facebook chán rồi người ta kích động như vậy á, là những cái người này thuộc thành phần khủng bố chính thức là khủng bố chúng ta đưa vào khủng bố không thể nào mà gọi là là chó là má là gà là là trâu được nữa là chúng ta không gọi được như thế tổn phước tại vì nếu mà chúng ta chửi rủa họ như vậy á, thì à, chúng ta lại cái cái miệng chúng ta không nên thôi tất cả đều đều để pháp luật xử lý Ừ, cảm ơn Trâm lê nha à, đâu tổng ai à, chào chị thái ngọc nhiên yêu yêu vấu <laughs> đây là bà này là phó bà thái ngọc nhiên là phó ông ông doãn như lân là là, là 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 bộ trưởng bộ đập dận và bà thái ngọc nhiên là phó phó bộ trưởng bộ đập dận đó cho nên cả nhà nhìn thấy và chào như thế cho nó đúng nha <laughs> đây là hiếu ngọc đạt đấy em xem trên facebook có hòa thượng thích thông lai xây chùa thờ Phật mà hoạt động cho ba que là sao chị? À, đây là một cái số thành phần gọi là uh, buôn chính trị bán chính em và lại 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 ăn mày dĩ vãng thì qua bên đấy rồi thì bây giờ là kiểu như dạng như là giờ mình cứ làm theo nó nó còn cho tiền mình sống chứ giờ mình có làm sư để có đi làm gì được có tiền đâu mà sống những cái thành phần đấy không thèm chấp và tép diêu mình phải gọi là tép diêu nha cả nhà thế bây giờ là chúng ta là phải cơ bản trong nước là phục hồi lại tất cả những cơ sở hạ tầng à, rồi hai nữa là ok phạm văn thành chị uh, phạm văn tiến thành chị biết rồi em à, hai nữa là chúng ta củng cố niềm tin của người dân chúng ta cần phải củng cố niềm tin của người dân thật nhiều à, mỗi người đều có trách nhiệm củng cố niềm tin của người dân để cho họ tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của đảng và mọi người đều có một cái 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 niềm tin thì chắc chắn rằng giữa người dân và sự lãnh đạo của đảng nó trở thành một cái khối đại đoàn kết không có kẻ thù nào nó có thể bước vào đây được nữa và nhất là qua sự việc này thì chắc chắn những người dân mà đi biểu tình theo những cái bọn mà gọi là chống cộng cực đoan ấy cái bọn mà gào rú lên để để chém để giết người dân Việt Nam á là sẽ À, sẽ mất niềm tin về những cái người đó và chính những cái người mà chống cộng cực đoan lại mất niềm tin vào dân chủ cuội và cứ hai bên nó mất niềm tin với nhau đó là chúng ta không cần đánh mà chúng ta cũng thắng lợi em chào nhiên tổng lần hai nhiên tổng uh, ra xong lại lấy nick khác vào để chia sẻ đấy mà nhà mình toàn người nói hay và dí dỏm mềm dẻo và rất cứng rắn uh, vâng em cảm ơn anh uh, nguyễn tiến kim anh cứ quá khen làm em cứ mũi nở mà cũng được ấy Em cũng trông cái mũi này nó nở to lên một tí Tại vì cái mũi em nó hơi tẹt <laughs> Tính đi đi kích mũi bơm mũi Nhưng mà nhìn thấy cái khuôn mặt mà nếu mà bơm mũi mà kích mũi lên Thì nó lại giả tạo lắm à, nhìn Cả nhà nhìn xem là Thái Ngọc Nhiên với lại Hiếu Ngọc Có ai sửa sang sắc đẹp chút nào không? có nha Nhưng mà Hiếu Ngọc lên Hiếu Ngọc xem những cái người trong cộng cực đoan ở bên hải ngoại là Mũi thì nâng Mắt thì cắt Môi á thì xăm, lông mi lông mắt là chu cha trông nó giả tạo lắm, thôi khỏi. Nhiều đó ý, nhưng mà hôm nay mọi người khen để mũi nào cũng được. Trâm lê và anh chị em trong diễn đàn nhà hiếu nhiên à, hiếu, à, hiếu nhiên chào nhé. Chị Nhiên tổng chào mọi người này. Đây là sự phản động đội lốt nhà tu. À, à đúng rồi, phản động đội lốt nhà tu giả giả là tu chứ tu cái gì? Tu ai đi làm như thế? tu phải như cái bài mọi người vào trong trang cá nhân của ông học xem có 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 xem một cái bài của sư phụ sư phụ gì này nói này, họ phân tích này tất cả từ trước cái này các cái cuộc bạo loạn bạo động là đều do uh, bên công giáo họ, họ họ kích động bạo động bạo loạn và họ sẵn sàng họ nói những cái chuyện không có thật và họ gọi là xuyên tạc bịa đặt cũng là bên công giáo của những người cha đạo ở mỹ công ty và phố tàu nhiều lắm tại ba que nó muốn phá hoại việt nam để trả thù rửa hận cho chế độ uh, của ông cha nó bọn đó là tu hú đấy <laughs> đúng rồi nói đến mũi to thì cứ lần nào em thấy phương nguyễn chào anh mũi to là chính là chào anh đấy nhé ủa vậy à? vậy là mũi anh to hả vâng vâng em đâu biết đâu nó cân uh, nó vẫn cài vào đảng việt nam ta nói vậy chứ khó lắm khó cài lắm chào các anh chị em cờ đỏ cả ngày cả nhà ngày mai chuẩn bị tinh thần xem hề chưa thì còn hề nữa đâu mà xem ngày mai chúng nó mà kệ nó thi cho nó diễn thoải mái thì nó càng diễn nhiều càng tốt tốn tiền chúng nó chứ chứ uh, nhà nước chúng ta không có tốn đâu không sợ yên tâm nhá còn đứa nào đập phá là đứa phải đèn đấy cho nên là chúng ta cứ yên tâm không hề lo bọn việt tân hôm nay kêu gọi tổng biểu tình nhưng lỗ to thua đau nhục nhã đúng không hiểu không là <laughs> dạ, đúng rồi à, buôn chính trị bán chính em là đúng rồi à, như nhiều người lên mạng kêu gào đấy nhưng mà thực sự họ không có biết cái cái nỗi nhục chính ra là cái đừng kêu thì không ai biết họ là ai còn nếu mà muốn làm chính trị chim em á thì âm thầm mà làm đi chứ lên càng lên kêu á, là càng càng để cho người ngoại quốc người ta nhìn thấy tại vì lịch sử Việt Nam có trên toàn thế giới bất cứ nước nào muốn học lịch sử Việt Nam đều có thể đăng ký học lịch sử Việt Nam ở trên toàn toàn thế giới nha kể cả ngay trong ngay trong nước Mỹ là có nhiều người chọn học cái lịch sử Việt Nam ở trong nước Mỹ đó cả nhà cho họ chọn họ học quá trời chứ nhiều em nó học rồi nó về Việt Nam này nó, nó 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 làm nó học lại rồi nó về Việt Nam nó làm nó sinh sống ở Việt Nam đó nhưng mà chỉ có một số người bị dạng như là um, tại sao bị 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 nghe một chiều tại vì ở bên đấy nó tất cả các cái đài tiếng nói của người Việt đó là đều họ đều xuyên tạc và bịa đặt thêm kể cả cái việc mà của một cái người mà tên là